Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua một tháng triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai nhiều chuyên đề, phát hiện và lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những xe chở vật liệu xây dựng để rơi vãi trên đường, xe chở quá khổ, quá tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng, được các tổ tuần tra lưu động cảnh sát giao thông quận huyện thành phố ra tín hiệu dừng xe, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện sai phạm. Theo ghi nhận của chúng tôi tại chốt đường Cách Mạng tháng 8 do đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đảm trách, chỉ trong gần 1 giờ, 20 xe tải chở dăm gỗ đến cảng Tiên Sa được lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện do kích thước thành thùng xe và cân tải trọng phương tiện. Qua kiểm tra chưa phát hiện xe vận tải dăm gỗ đi qua địa bàn vi phạm quá khổ, quá tải. Riêng xe chở vật liệu xây dựng từ các mỏ đất đá còn chở quá tải trọng để đất đá rơi vãi trên đường. Hôm nay máy đào xúc hơi quá anh kìa, bẩn đít hơi quá rồi nó đất nó ra đường á. Dạ, các anh lập lỗi cho rơi vãi. Thì do thì xăng dầu lên rồi anh em thì thời nới thì cát thôi. Mà như xăng dầu lên quá khó khăn rồi thông cảm. Đợt ra quân lần này, các lực lượng công an thành phố phối hợp với lực lượng ngoài ngành triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tần suất, phạm vi, thời gian hoạt động tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, buộc cắt bỏ thành thùng xe, xử lý nghiêm xe chở quá khổ, quá tải. Cái đoạn tổ công tác làm cái đường đặc điểm là có nhiều mỏ đá, thì các phương tiện xe ben tập trung đông và dẫn đến tình trạng là rơi vãi nhiều. Chúng tôi là cũng kiên quyết để xử lý. Và bên cạnh đó cũng nhắc nhở và đặc điểm trong cái đợt ra quân cao điểm 3 tháng. Số liệu thống kê qua gần 1 tháng triển khai, toàn lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã vận động 81 doanh nghiệp vận tải xếp chở hàng hóa đúng tải trọng, 97 xưởng cơ khí sửa chữa ô tô không gia công cơi nới thành thùng và gần 1.400 cá nhân ký cam kết tháo các thùng xe. Qua công tác kiểm tra trên đường, các đội nghiệp vụ đã phát hiện 283 trường hợp cơi nới thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải, 452 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 714 trường hợp vi phạm tốc độ và hơn 3.500 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Việc triển khai thực hiện khoảng gần một tháng, thì chúng tôi nhận thấy rằng cái ý thức tham gia của các cái doanh nghiệp cũng như người điều khiển phương tiện là hợp tác rất là tốt. Phải đánh giá cái bước tiến bộ là như vậy. Cái thứ hai, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ là rất là nhiệt tình, đầy trách nhiệm, cho nên mang lại cái hiệu quả bước đầu rất là tốt. Trong thời gian đến, đặc biệt từ nay đến hết ngày 2 tháng 9, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhắc nhở chủ doanh nghiệp và lái xe cam kết chấp hành nghiêm, không cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, phải yêu cầu hạ tải, trả về nguyên trạng. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố sẽ duy trì lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi để dẫn đến tai nạn giao thông, để phấn đấu kéo giảm tai nạn trong những tháng cuối năm.